của người Việt ngày càng được cải thiện về số lượng và chất lượng, tuy nhiên chưa thực sự lành mạnh và cân đối. Tại đô thị đó là tình trạng thừa thịt nhưng lại ít rau xanh. Điều này dẫn tới tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, thừa cân và béo phì. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2017 có hơn 541.000 người Việt tử vong, trong đó nguyên nhân là do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 76%, đứng đầu là các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương và gút. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Trò, chủ nhiệm Bộ môn Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y cho biết, nguyên nhân chính dẫn tới những chứng bệnh này đó là do thói quen ăn uống kém lành mạnh, cụ thể là người Việt có kiểu ăn uống nhiều thịt nhưng lại quá ít rau xanh và củ quả. Ăn quá nhiều thịt và ăn nhiều muối thì người ta biết rồi là muối, nếu ăn nhiều hiện nay người ta cả thế giới đang khuyến cáo là nên ăn nhạt ấy, ăn muối vừa phải, và Việt Nam mình có cái lời khuyên là ăn dưới 6 gram muối một ngày ấy, thì là nếu ăn nhiều muối thì dễ bị bệnh tăng huyết áp. Điều đó là rõ nhất. Muối, nếu mà cái muối nó chứa cái yếu tố, cái nguyên tố natri, cái natri nó vào trong thành mạch ấy, nó là cho tăng cái, nó làm cho tăng cái trương lực thành mạch, và nó cũng gây ra cái sức cản trong lòng mạch, và nó cũng kéo theo nhiều nước vào trong lòng mạch và nó tăng sức cản thành mạch, và nó cũng gây co mạch, do vậy nó làm tăng huyết áp. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Trò cũng nhấn mạnh, việc ăn nhiều thịt, ít rau còn liên quan trực tiếp đến tình trạng thừa cân béo phì, gia tăng các bệnh không lây nhiễm. Ăn quá nhiều thịt thì sẽ là, nếu như ăn nhiều thịt thì thường thịt nó là cái chất béo động vật, nó có nhiều cholesterol và nó cũng có nồng độ lipid cao, chất béo cao, nên nó dễ gây, ăn nhiều thì sẽ gây béo phì, rồi thì dễ bị tăng huyết áp, và ngoài ra còn rất dễ bị gút, bệnh gút. Những người mà ăn nhiều hay đi ăn tiệc ấy, mà ăn uống một cách nó thái quá thì rất gặp, dễ gặp bệnh gút, bởi vì do ăn quá nhiều thịt. Ăn ít rau thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, bởi vì rau nó có cái giá trị dinh dưỡng, ngoài cung cấp các vitamin và khoáng chất, nó còn cung cấp những chất xơ rất là quan trọng cho cơ thể, mà những cái chất xơ này thì nó góp phần giảm những cái nguy cơ bệnh tật, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như là giảm cái, người ta ví những chất xơ của rau như những cái chổi quét cholesterol ra khỏi cơ thể, thì là, và hơn nữa nó còn điều hòa chuyển hóa nhu động của đại tràng, và nó cũng tạo khuôn phân để chống táo bón, nó có nhiều vai trò quan trọng cho cơ thể. Thiếu thì dễ mắc những cái bệnh, ví dụ như tôi nói, ví dụ những cái bệnh hay gặp nhất mà nếu thiếu rau là dễ bị bệnh đái tháo đường, bởi vì nếu mà ăn nhiều rau thì chất xơ của rau sẽ góp phần là hạn chế, kiểm soát đường huyết tốt hơn, hạn chế hấp thu đường nhanh vào máu, làm cho cái đường nó không bị tăng vọt lên, thì nó sẽ góp phần để hạn chế cái bệnh đái tháo đường. Hoặc là những người tăng huyết áp thì trong rau nó cũng có nhiều những cái magie, kali, thì canxi, nó cũng là những cái yếu tố mà góp phần là giảm, chống cái tăng huyết áp. Kali thì chống tăng huyết áp rõ, vì nó làm giãn mạch thì rất là tốt. Để phòng tránh bệnh tật nói chung, các bệnh về đường tiêu hóa nói riêng, thay vì ăn nhiều thịt, ít rau, mỗi người cần phải tăng cường ăn nhiều rau xanh, củ quả, hạn chế lượng thịt tiêu thụ mỗi ngày.